Hello, xin chào tất cả các bác đến với kênh Di động MV, chuyên mua bán trao đổi điện thoại cũ giá rẻ các bác nhé. Thì hôm nay là ngày mùng 6 tháng 11 năm 2022, em chúc các bác ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc. Bác nào mà chưa đăng ký kênh của em, các bác bấm vào đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên. Hàng ngày thì bên em sẽ quay video về các mẫu điện thoại thanh lý giá rẻ của cửa hàng. Bác nào đăng ký kênh thì các bác sẽ là người được xem đầu tiên các bác nhé. Thì ở clip hôm qua ngày mùng 5 tháng 11 em đã quay video về các cái mẫu điện thoại cửa hàng em có. Thì các bác cũng lấy rất là nhiều rồi, những cái dòng 11 thanh lý giá rẻ các bác qua đặt rất là nhiều. Thì hôm nay thì em lại về lô hàng mới để phục vụ đến các bác này. Bác nào thấy cây nào phù hợp thì các bác có thể liên hệ bên em để đặt hàng. Đấy, hình thức mua hàng thì bác nào Hà Nội qua trực tiếp cửa hàng em để xem máy tại địa chỉ 111 Triều Khúc, hoặc là em sẽ ship cho các bác. Hoặc là bác nào xa thì cọc trước cho bên em 100-200 nghìn, em sẽ ship cho các bác nhận hàng kiểm tra hàng đúng như mô tả trên video thì các bác thanh toán nhé các bác nhé. Video thì em sẽ quay làm hai phần. Phần đầu tiên là sẽ quay về dòng Android. Phần thứ sau thì em sẽ quay về dòng iPhone. Bác nào mà xem iPhone thanh lý thì các bác có thể xem tour qua cái đoạn Android đi. Các bác xem iPhone các bác nhá. iPhone thì có những cây 11 giá cũng rất là rẻ này. Những cây XR độ 13 Pro cũng mới về. Thì đầu tiên em sẽ quay về dòng Android trước. Android thì em giới thiệu cho các bác mới về được một cây Galaxy A95G. Máy này thì cấu hình cao giá rẻ các bác nhá. A95G thì cây này hình thức viền hơi phẩy một chút này. Đấy, hơi phẩy viền một chút, nói chung là viền hơi xấu các bác nhá. Cây này viền hơi xấu. Được cái là lưng thì cũng tương đối là đẹp, lưng tương đối là đẹp. Màn thì cây đầu tiên. Màn cây này thì hơi ám nhẹ các bác nhá, hơi lưu ảnh nhẹ này. Đấy, nhìn tổng quát thì ok. Cây A95G này thì cấu hình rất là cao, cấu hình của nó là RAM 6 bộ nhớ trong là 128GB và chạy qua chip Qualcomm Snapdragon 865. Và cây này thì được trang bị viên pin là 4500mAh. Đấy, 4500mAh. Màn hình thì nó hơi lưu ảnh nhẹ này, hơi ám nhẹ này, cái hơi phân tầng nhẹ các bác nhá. Đây này, hơi phân tầng nhẹ cho này thôi. Còn dùng thì hoàn toàn bình thường vì màn AMOLED này rất hay bị phân tầng kiểu đấy. Thì cây Galaxy A95G này hiện tại thì em thanh lý giá là 3 triệu tròn nhá. Cây đầu tiên thanh lý 3 triệu tròn. Tiếp theo em có một cây nữa, cây này thì hình thức đẹp hơn. Cây này hình thức đẹp. Đây. Máy hình thức đẹp này. Được tầm 95%, 90-95% nhá các bác nhá. Đấy. Trên video em quay rất là kỹ rồi. Cây này nó chỉ bị xước một cái vết rất là bé, đây nó xước một tí tí chỗ này thôi, đấy chỗ này không ảnh hưởng gì. Cây này thì màn đẹp không ám mố gì các bác nhá. Màn trong vắt từ trên dưới đẹp không ám mố gì. Ở góc chỗ này thì bị rịa một tí kính này, đây các bác nhìn này, rịa một tí không ảnh hưởng gì hết. Đây nó bị rịa một tí tí này thôi. Đấy, rịa một tí tí kính chỗ này các bác nhá. Em quay rất là kỹ rồi. A95G này thì gần như cái lô ngày xưa là về đâu là hết đến đấy, nhưng đợt này thì nó khan hàng. Đấy, nó khan hàng, nó rất là hiếm hàng các bác nhá. A95G này thì pin của nó là 4500 và được trang bị RAM 6 bộ nhớ trong là 128GB. Cây này em thanh lý giá là 3.200.000 như các bác nhá. 3.200.000. Tiếp theo, em mới về được một cây S20 Plus. Đấy, S20 Plus các bác nhá. Cây này thì màn hình bị một vết đốm này. Hàng gọi thanh lý giá rẻ thôi. Cây này thì Galaxy S20 Plus, kích thước màn hình của nó cây này là khoảng 6.7 inch. Màn là màn Super AMOLED nha các bác nhá, 2K. Cây này cấu hình thì rất là cao. Đây các bác nhá, nhìn cây này nó chỉ có một cái vết đốm bên cạnh này thôi. Và cái đốm này thì hoàn toàn không có bao giờ bị ảnh hưởng gì hết. Cây này là cây S20 Plus 5G, bản Hàn Quốc một SIM. Màn hình thì là 6.7 inch, màn tràn viền bo cong như này và không ám mố gì hết. Cấu hình thì là RAM của nó là RAM 12, bộ nhớ trong là 256GB, chạy con chip Snapdragon các bác nhá. Cây con này thì như Snapdragon 865 thì vậy. Được trang bị viên pin là 4500mAh các bác nhá. 4500mAh. Nói chung là tất cả mọi chức năng hoạt động ok. Tất cả mọi chức năng hoạt động hoàn hảo hết, chỉ có mỗi cái là cái màn hình của nó bị một cái vết đốm bên cạnh này thôi. Thì cây này em thanh lý giá 4.800.000 nha các bác nhá. 4.800.000 một cây Galaxy S20 Plus này. Đấy, S20 Plus. Đấy các bác nhìn rất là đẹp nha các bác nhá. Cây này hình thức của nó rất là đẹp luôn. Cây này thì bán ra thì em sẽ tặng cho các bác là sạc cáp thôi các bác nhá. Sạc cáp thôi. Ốp lưng nếu có thì em tặng, không thì thôi. Các bác về tự đặt trên Shopee sau. Em bán thì tặng sạc cáp thôi. Và phí ship là 30.000 tiền ship trên tất cả các máy của cửa hàng. Tiếp theo thì em mới về được một cái lô S20 FE này. Em mới về được thêm mấy cây nữa. S20 FE 5G phiên bản Hàn Quốc các bác nhá. S20 FE 5G này dùng rất là sướng và mạnh luôn. Vì nó cấu hình nó rất là cao. Thì S20 5G đầu tiên em giới thiệu cho các bác. Cây đầu tiên là cây có số mây là 1376 nhá. Hình thức máy này, lưng đẹp này. Đấy, lưng đẹp, viền này. Em sẽ giới thiệu từng cây một. Đấy, viền đẹp, góc này hơi xước một tí. Góc này hơi xước nhẹ một tí các bác nhá. Nói chung là tổng quát thì cây này cũng rất là đẹp rồi. Máy lướt như này là rất là đẹp rồi các bác nhá. Màn thì đẹp.
Cái này thì kích thước màn hình của nó là 6,5 inch nha các bác nhá, 6,5 inch. S20 FE này dùng siêu mượt luôn. Đây này, S20 FE 5G, máy này sẽ dùng được 5G tại Việt Nam. Và cây này thì được trang bị là kích thước màn hình là 6,5 inch, màn hình là màn Super AMOLED nha, RAM 6 bộ nhớ trong là 128GB. Đấy, tất cả mọi chức năng hoạt động ok, được trang bị viên pin là 4500 mAh. Và con này nó hay ho của nó là nó chạy con chip Qualcomm là 865 nha các bác nhá. Chip Snap Qualcomm là 865, con chip này siêu mạnh luôn. Loa thì loa kép, camera LED, đây camera các kiểu siêu LED luôn các bác nhá. Đây, camera rất là LED. Zoom giúp con này. Cây Galaxy S20 5G này em thanh lý giá là 4,8 triệu nhé các bác nhá. Cây này thì màn hình bên dưới của nó hơi bị phân tầng nhẹ một tí đây này. Đấy, hơi phân tầng nhẹ một tí và hoàn toàn không ảnh hưởng gì ở cái thanh này thôi, chả ảnh hưởng gì hết và không bao giờ bị thêm nặng thêm các bác nhá. Cây S20 FE này em thanh lý giá 4,8 triệu này. Tiếp theo cây thứ hai này cũng là S20 FE. Cây này thì màn hình không có phân tầng gì hết nhé. Cây này màn đẹp ok, cây này màn ngon. Cây này chỉ bị cấn một vết chỗ góc này thôi. Đây là bị cấn một vết chỗ góc này này. Đấy, máy thì có sao nói thế thôi. Máy thì có sao nói rõ luôn. Còn lại thì hình thức rất là đẹp. Nói chung là cái màu này nó là màu trắng nên là kể cả cấn cái vết đấy nhìn rất là khó các bạn. Đây này, nhìn rất là khó nhìn các bạn nhé. Đây này, rất là khó nhìn. Đấy, khi mà zoom kỹ vào thì mới thấy được một cái vết cấn nhỏ nhỏ này thôi. S20 FE thì cây này cũng là RAM 6 128GB, chạy chip Qualcomm Snapdragon 865, màn đẹp không ám mố gì các bạn nhá. Và ngon này, tất cả mọi chức năng ok. Cây này em thanh lý giá là đây, thanh lý giá là siêu rẻ. Cây này thanh lý giá 4,8 triệu. Đấy, cây này bị cấn một vết góc đấy nhá, 4,8 triệu. Cây có số IMEI là 5648. Bác nào chốt cây nào thì bác chụp ảnh màn hình lại, em sẽ ship cho các bác. Cây IMEI 5648 nhá. Tiếp theo, cây có số IMEI là 1499 này. Đấy, 1499. Tại vì màu trắng này nó có 3 cây nên là thành ra em phải đánh số IMEI. Còn màu đỏ kia có mỗi cây thôi thì không phải đánh nữa. Cây này có số IMEI là 1499 nha các bác nhá. Cũng là thanh lý giá 4,8 triệu hết, đồng giá hết. Cây này thì bên góc này nó hơi phẩy một tí này. Đấy, góc này hơi phẩy một tí. S20 FE này dùng cũng rất là sướng luôn mà giá chỉ có loanh quanh 4,8 triệu một cái cây. Các bác đi mua không bao giờ được mua mới mà không đập hộp không bao giờ được một cái cây nào mà nó ngon như này đâu. S20 FE 5G các bác nhá. Máy một SIM bản Hàn Quốc. Cây này thì cấu hình cao, chip ngon và RAM cũng là rất là sướng rồi, RAM 6/128 là dùng cũng rất là ok rồi. Dùng không bao giờ tật lag thì nó hay cái này nó chạy con chip Qualcomm 865 nha các bác nhá. Con chip đấy thì dùng siêu mượt luôn. Cây này thì màn hình cũng đẹp không ám mố gì các bác nhá, đẹp trong vắt luôn. Và cây này thì có số IMEI là 1499. Đấy, có số IMEI 1499 này các bác nhá. Em thanh lý giá cũng là 4,8 triệu. Cây này thì viền nó hơi phẩy tí thôi. 499 thanh lý 4,8 triệu. Tiếp theo, em sẽ giới thiệu đến các bác một cây S20 FE màu đỏ này. Cây này rất là đẹp nha các bác nhá. Cây này vỏ rất là đẹp này. Đấy, vỏ rất là đẹp. Hình thức cây này được tầm 98% luôn. Thế nên là cây này sẽ đắt hơn một chút các bác nhá. Cây này đắt hơn một chút này. S20 FE. Màn đẹp cây này thì RAM 6/128GB, nói chung là cấu hình cũng như thế thôi. Đấy, hiện tại thì đây này, CPU Z chip Qualcomm 865 nha các bác nhá. 8 nhân luôn. Cây này thì RAM 6 bộ nhớ trong là 128 và chạy con màn hình là màn Super AMOLED. Camera các kiểu cũng rất là ngon. Mà giá nó chỉ loanh quanh chưa đến 5 triệu. Cây này em thanh lý giá 4,950,000 nha các bác nhá. 4,950,000 cây S20 FE. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu nữa một cây Galaxy Note 10 Plus này. Đấy, Note 10 Plus thì cây này là cây đẹp keng, 98%, máy thì là zin nguyên bản 100% nha các bác nhá. Galaxy Note 10 Plus. Cây này thì kích thước màn hình của nó là 6,8 inch, màn hình là màn Super AMOLED. Tràn viền, màn đẹp không ám hố gì, trong vắt từ trên dưới nha các bác nhá. Cây này là máy bản Hàn Quốc và đã được nâng cấp lên 2 SIM rồi, Note 10 Plus 5G. Máy nâng cấp lên 2 SIM 2 sóng rồi các bác nhá. RAM của nó là RAM 12 bộ nhớ trong là 256GB này. Tất cả mọi chức năng hoạt động ok, được trang bị viên pin là 4300 mAh. Đấy, nói chung là ngon lành hết, camera cũng siêu LED luôn. Camera LED các bác nhá. Cây này em thanh lý giá là 6,800,000 nha các bác nhá. 6,800,000 một cây Galaxy Note 10 Plus này. Đấy. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác một cây. Đây là cây gì đây? Cây Samsung Galaxy M20 phiên bản chính hãng Samsung Việt Nam các bác nhá. Samsung M20 này thì máy là 2 SIM 2 sóng này. Đấy, RAM 3 bộ nhớ trong là 32GB, dùng cũng rất là mượt cho các bác nào gọi là dùng dung dài. Cây này hình thức của nó thì hơi phẩy các bác nhá. Hình thức của nó hơi phẩy. Đây, viền hơi phẩy tí, các bác nào thích thì em thay cho các bác cái lưng mới thôi. Đấy, còn không thì dùng cái ốp là ngon. Cây Samsung Galaxy M20 này thì màn đẹp không ám mố gì, 2 SIM 2 sóng. Tất cả mọi chức năng nó ok.
Đấy, tất cả mọi chức năng ok nha các bác nhá. Cam trước, cam trước nó hơi bụi này, tí em sẽ lau cho các bác một cái cam trước. Đấy, cam trước nó hơi bụi. Thì em sẽ lau để cái này nó nâu ngoài nó hơi bụi này, hơi bẩn. Đấy, thì em sẽ lau cam trước là ngon này. Cây này thanh lý 1,5 triệu nha các bác nhá. Tiếp theo thì giới thiệu cho các bác một cây Samsung Galaxy A9 Pro. A9 Pro này thì RAM 6 bộ nhớ trong là 128GB. Đấy, cấu hình hình thức cây này thì cũng rất là đẹp này. Hình thức máy này thì được tầm 95% nha các bác nhá. Galaxy A9 Pro. Đấy, kích thước màn hình của cây này thì nó khoảng tầm 6,4 6,5 inch gì đấy. Đấy. Galaxy A9 Pro này thì máy bản Hàn Quốc, hai SIM, màn đẹp không ám hố gì. Cấu hình RAM 6 bộ nhớ trong là RAM 6 trên bộ nhớ trong là 128GB các bác nhá. Đấy, đầy đủ mọi chức năng. Cây này có thể nâng cấp lên được Android 11 các bác nhá. Nâng cấp được lên Android 11, RAM 6 trên 128GB đây. Đấy, 6 trên 128GB và được trang bị viên pin là 3400, nhưng viên pin này dùng cũng khá là bền so với con này. Tất cả mọi chức năng hoạt động ok. Tất cả mọi chức năng hoạt động hoàn hảo hết các bác nhá. Cây này thì camera này. A9 Pro này thì nó là bản Hàn Quốc và các bác dùng một SIM thôi. Đấy, camera 1x, 2x. Đấy, cam trước. Em thanh lý cây này giá là 2,7 triệu nha các bác nhá. 2,7 triệu, RAM 6 trên một giếng trong là 128 này. Tiếp theo cửa hàng thì còn một cây Galaxy A31. A31 này thì cũng là hàng chính hãng Samsung Việt Nam. Tất cả mọi chức năng hoạt động ok. Đấy, cây này thì bản Hàn Quốc, bản chính hãng các bác nhá, 2 SIM 2 sóng, RAM 6 bộ nhớ trong là 128GB, màn hình là màn Super AMOLED, được trang bị viên pin là 5000 mAh. Pin này thì gọi là ước được hết pin thôi là đã là khó rồi các bác nhá. Dùng gọi là ước được hết pin thôi. Camera trước này. Cam trước, cam sau này. Nói chung là đầy đủ mọi chức năng, máy full tất cả mọi chức năng, cây nào như nào em nói luôn. Tình trạng lưng cây này hơi xấu các bác nhá. Hơi xấu, các bác nào cần thì em thay cho các bác một cái lưng mới. Đấy, lưng hơi xấu. Cây Galaxy A31 này em thanh lý 2,6 triệu nha các bác nhá. 2,6 triệu. Đấy, Galaxy A31. Tiếp theo thì cửa hàng em có một cây Galaxy Note 10 Plus này. Note 10 Plus bản Hàn Quốc. Cây này thì tất cả mọi chức năng hoạt động ok hết, full tất cả mọi chức năng, màn đẹp không ám hố gì. Nhưng cây này nó duy nhất một cái vết chấm bằng cái đầu kim này các bác nhá. Chấm một cái đầu kim này. Note 10 Plus này 2 SIM 2 sóng, RAM 12 bộ nhớ trong là 256GB, màn đẹp, thiết kế đẹp các bác nhá. Cây Galaxy Note 10 Plus này. Cây này em thanh lý giá 5,9 triệu nha các bác nhá, đầy đủ mọi chức năng, full tất cả mọi chức năng 5,9 triệu. Đấy, 2 SIM 2 sóng, RAM 12 bộ nhớ trong là 256GB. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác xem nào, còn cây nào nữa em sẽ giới thiệu lốt. Cây Oppo Find X2, cây này em thanh lý xả hàng luôn các bác nhá. Oppo Find X2 lưng đẹp, màn đẹp keng, màn 2K, công nghệ màn hình 2K luôn. RAM của nó là RAM 12, bộ nhớ trong là 256GB. Đấy, màn đẹp không ám hố gì, cây này cấu hình rất là cao. RAM 12, bộ nhớ trong 256GB, chip Qualcomm Snapdragon 865. Cây này nó gọi là pin rất là siêu ngon các bác nhá, đến 1% rồi vẫn chưa sập nguồn này. Các bác nhìn cái biểu đồ pin này. Đến 1% rồi chưa sập nguồn các bác nhá. Cây này thì tất cả mọi chức năng là ok, camera các kiểu ngon này. Oppo Find X2 này là một trong những cái dòng điện thoại cũng là gọi là nổi tiếng đình đám một thời luôn các bác nhá. Nổi tiếng đình đám luôn đấy. Cây này chỉ cái hình thức là nó viền nó hơi phẩy tí thôi, các bác về làm quả ốp là ngon, đảm bảo các bác bỏ ra cái từng này tiền đáng đồng tiền bát gạo luôn. Cái đối với cái cây Find X2 này các bác nhá, gần như bấm phát là ăn ngay, không có chậm trễ gì hết. Cây này em thanh lý giá 6,2 triệu, gọi bán thoa vốn luôn. Tiếp theo thì em giới thiệu đến các bác dòng iPhone nha các bác nhé. iPhone thì bác nào mà quan tâm đến iPhone thì bác xem đoạn này. iPhone hôm nay nhà em cũng về được mấy cây XR128GB và XR độ 13 Pro để cho phục vụ đến các bác. Bác nào mà quan tâm thì các bác gọi điện cho em. Đầu tiên em giới thiệu đến các bác một cây iPhone XR độ lên vỏ là 13 Pro các bác nhá. XR độ 13 Pro này là màu xanh rêu này, màu xanh xanh nhạt này, màu xanh này rất là đẹp luôn. 13 Pro có cái cây màu xanh này cực kỳ đẹp các bác nhá. Đây là một cây iPhone XR độ lên 13 Pro. Đấy, các bạn nhìn chưa? Cực kỳ đẹp và giống hệt 13 Pro luôn, nó chả khác cái quái gì hết. Đấy, XR độ lên 13 Pro các bạn nhá. XR này nó hay ho cái là nó độ lên được các loại luôn, độ lên 13 thường, 13 Pro rồi độ lên cả 11 Pro, nó độ linh tinh luôn các bạn nhá. XR độ lên 13 Pro này, vỏ vuông cầm chắc lịch luôn, cầm trên tay chắc lịch luôn các bạn nhá. Cây này thì là iPhone XR nhưng mà độ lên vỏ 13 Pro rồi, tất cả mọi chức năng thì hoạt động ok. Main zin, màn zin các bác nhá. XR bản quốc tế này 64GB, máy không giới hạn SIM, máy quốc tế bao trọn đời quốc tế luôn cho các bác. Và tình trạng cây này thì pin của nó đang là 93% nha các bác nhá. Tất cả mọi chức năng hoạt động ok. Camera này, đấy, độ lên vỏ 13 Pro nhưng camera cũng siêu LED luôn. Cam sau này,
cam trước này, đấy, siêu LED flash nha. Đấy, flash sáng đúng điểm luôn này, có ai nhìn chưa? Flash nó sáng đúng điểm luôn. Tuy độ lên 13 Pro thật đấy, nhưng mà flash nó để đúng với cái vị trí của cái con 13 Pro này. Đấy. Thì cây này hiện tại thì em thanh lý giá 5.800.000 nha các bác nhá. Hôm trước thì các bác hỏi rất là nhiều cái dòng này, nhưng mà thực sự là cái hàng này nó rất là khan hàng. Không có hàng để mà bán luôn đấy các bác nhá. Cây iPhone 11 độ 10XR độ 13 Pro này, bác nào mà nhanh tay thì các bác cọc trước cho bên em thì bên em sẽ ship cho các bác luôn. Đấy, hôm trước cây này em về được 2 cây để bán rất là nhanh luôn. Gần như là không có hàng để mà bán, sau đó các bác gọi rất là nhiều. Cây này em thanh lý giá 5.800.000 nha các bác nhá. Đấy. Vỏ nguyên cái bộ vỏ thôi, nhập vào nó rất là cao, nên là khi mà độ từ một con XR vỏ zin này lên cái vỏ 13 Pro này, cái chi phí mà cái vỏ này nó gánh rất là cao các bác nhá, nên cái vỏ này rất là đắt này. Thì em thanh lý giá là 5.800.000. Tiếp theo thì bác nào mà không quan tâm đến XR độ thì các bác quan tâm đến XR mà phiên bản gọi là full tất cả mọi chức năng, dung lượng là 128GB, em về được 2 cây. Đấy, 128GB như coi nhá. Một cây xanh thì pin 85, cây trắng pin 86. Thanh lý đồng giá 6 triệu nha các bác nhá. Dung lượng 128GB. Và pin của nó là pin zin theo máy nha các bác nhá. Hai cây này về hình thức rồi. Hình thức thì đạt tầm 98%. Đấy, hình thức đẹp 98% nha các bác nhá. Hai cây XR độ 13 hai cây XR bản dung lượng là 128GB. Máy thì Face ID đầy đủ đây, bản dung lượng quốc tế 128GB. XR đấy 128GB, máy quốc tế nha các bác nhá, không giới hạn SIM này. Đấy, máy quốc tế bao trọn đời nên các bác cứ yên tâm. Các bác chỉ yên tâm gọi là chỉ yên tâm dùng thôi. Pin 85%, cây màu xanh nha các bác nhá. Thanh lý 6 triệu cho dung lượng 128GB. Tiếp theo thì cây này thì cũng thế. Cây này thì cũng là XR 128GB như các bác nhá. Bác nào cần dung lượng cao thì các bác có thể lựa chọn cái XR này. Máy thì là 2 SIM 2 sóng dùng siêu bền luôn. XR 2 SIM 2 sóng nha các bác nhá. Tất cả mọi chức năng là đương nhiên hoạt động ok. Phê đi đầy đủ này. Cây này màu trắng em thanh lý cũng giá 6 triệu. Bác nào yêu thích màu nào thì các bác gọi điện cho em. Tiếp theo thì em có một cây 11 hôm qua về bán gần như rất là nhanh. Em có một cây 11 này. Cây này thì màu đỏ. Máy zin từ A đến Á luôn, zin 100% nha các bác nhá. Cây này zin 100% luôn. Cây này hình thức của nó gọi là lưng hơi xước nhẹ một tí. Đấy, lưng hơi xước nhẹ các bác nhìn chưa này. Đấy, lưng hơi xước nhẹ nhá. Viền thì đẹp này, viền nói chung là cũng ok. Nói chung là cây này nó là máy, chỉ là máy hình thức hơi phải thôi. Chứ còn máy thì là zin 100% cho bác nào không quá quan trọng về hình thức. Thì màn hình thì nó hơi xước răm này các bác nhá. Hơi xước răm này thì dán cường lực là hết thôi nhá các bác nhá. Đấy, màn hình thì hơi xước nhẹ một tí. Đây xước nhẹ này. Đấy, xước nhẹ màn hình. Thì dán cường mà miếng cường lực là xong, là đảm bảo các bác hết 95% luôn, gần như là không thấy miếng xước. Cây này thì máy được cam kết zin 100%. iPhone 11 này, dung lượng 64GB, máy quốc tế. Đã là quốc tế thì không cần quan tâm là LL hay KH hay GA gì, vì quốc tế thì con nào dùng nó như con nào, nó chả khác gì nhau đâu các bác nhá. Tất cả mọi ứng dụng này nó chả khác nhau cả. Đấy. Camera này, nói chung là đầy đủ mọi chức năng. Máy Face ID đầy đủ các bác nhá. Face ID đầy đủ này, một phát ăn ngay luôn. Cây này em thanh lý giá siêu rẻ 6.600.000. Đấy, bác nào mà chốt thì bác gọi điện cho em, cọc trước vài trăm em ship cho các bác đến tận nơi luôn. Nhưng mà khi gửi đi nhá thì cái tài khoản iCloud này, em sẽ phải đăng nhập tài khoản iCloud ở đây để quản lý máy. Sau đó các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán xong thì em sẽ gỡ iCloud từ xa cho các bác, để tránh một số người là gọi người xấu ấy nhận máy. Ví dụ như em gửi cái máy mà không đăng nhập tài khoản như này, nhận máy xong là kết nối wifi xong đăng nhập tài khoản vào, xong về nhà xong là không lấy máy. Đấy, báo mất phát là coi như cái máy đấy em vứt đi luôn các bác nhá. Thế nên bắt buộc là em phải đăng nhập tài khoản iCloud của Di Động MV vào đây. Sau đó các bác nhận hàng, kiểm tra hàng bình thường, thanh toán xong em thấy trên app cập nhật tiền rồi, em sẽ gỡ iCloud từ xa cho các bác. Đấy. iPhone thì nhà em bán đi rất là nhiều rồi, em gửi đi cho các bác khắp cả nước luôn, gần như tỉnh nào em ship rất là nhiều bác rồi. Đấy, nên các bác mua hàng nhà em rồi chắc không nạn gì nữa. Những bác nào lần đầu tiên thì các bác thì em nói luôn để cho các bác đã biết được nguyên tắc nguyên cái cách thức giao hàng của nhà em. Thì cây này em thanh lý giá là 6.600.000 nha các bác nhá. Em còn một cây iPhone 11 nữa. Cây này gọi là thanh lý siêu rẻ luôn. Cũng rẻ các bác nhá. Cây này là cây iPhone 11 màu đen này. Đấy, màu đen. Hình thức thì xung quanh camera nó cũng hơi phẩy một tí. Nói chung không ảnh hưởng gì. Các bác dùng ốp lưng là ngon nha các bác nhá. Màu đen, hình thức máy cũng tương đối. Máy thì là zin nguyên bản luôn. Đấy, cây này thì zin nguyên bản luôn, màu đen. Máy iPhone 11. Cây này thì máy thì là main zin, màn thì đã thay màn zin bóc máy từ một con khác sang rồi các bác nhá. Đấy, cái cây này cũng là cây mới về thôi, dung lượng là 64GB, tình trạng pin là 85%. Đấy.
khi thay màn zin bóc máy sang thì nó ghi là linh kiện không xác định như này, nhưng thực tế bản chất của nó đây là một cái màn zin như các bác nhá, một cái màn zin bóc máy từ một con khác sang. Đấy, màn zin bóc máy rất là mượt luôn, nên là các bác dùng nó chả khác thì bình thường đâu. Pin thì tình trạng cây này đang là pin 85%, pin zin theo máy, Face ID đầy đủ. Đấy, Face ID đầy đủ, cây này thì như em đã cài Face ID rồi, đây em sẽ cài lại Face ID cho các bác xem. Nói chung là Face ID đầy đủ hết các bác nhá. Khi nhận hàng thì các bác có kiểm tra Face ID bình thường. Đấy, Face ID chỉ có mỗi cái tài khoản iCloud là em đăng nhập vào thôi. Đấy, nó vướng cái cam trước không biết đâu quay được Face ID không. Đấy, vẫn quay bình thường. Đấy, các bác cứ lắc như em này, lắc như kiểu là đang chưa từng được lắc ấy. Cây này thì em thanh lý giá là 6.500.000 nha các bác nhá. Cây iPhone 11 máy đã thay màn zin bóc máy này. Còn tất cả dùng thì bình thường thôi, ngon lành cành đào luôn. Thanh lý giá chỉ có 6.500.000 thôi, một cây iPhone 11 giá 6.500.000 là gọi là quá rẻ rồi. Quá rẻ rồi cho các bác lựa chọn rồi. Máy thì bán ra em đã test rất là kỹ rồi, từ camera các kiểu đây em test rất là kỹ rồi các bác nhá. Loa mic các kiểu, thường là những cái cây iPhone về em test rất là kỹ, ghi âm ghi ức này em đã kiểm tra rồi nhá. Đấy, chính là các bác vào mà thấy các cái ghi âm này là chính là em đã kiểm tra máy rồi, và cuộc gọi các kiểu này. Đấy, mic, loa mic, cuộc gọi linh tinh, đây loại em đã lắp sim em thử hết rồi. Trước khi gửi đi cho các bác này em đã test rất là kỹ rồi các bác nhá. Cây này thì em thanh lý giá là 6.500.000, một cây iPhone 11. Đấy, dung lượng quốc tế 64GB, pin zin 85%. Không ở đâu có cái giá 6.500.000. Mà máy bán ra bảo hành cho các bác 3 tháng luôn, tặng đầy đủ sạc cáp các bác nhá. Tiếp theo thì em giới thiệu đến các bác 11 tiếp này. Đấy, hôm qua về được 3 cây 11, 2 cây 11, còn một cây đỏ này là cây cũ. Hôm qua cái lô hôm qua em có 4 đến 5 cây ấy, 128GB em bán sạch rồi. Hiện tại thì mai sẽ về tiếp hai cờ ở clip ngày mai sẽ về tiếp vài cây iPhone 11 128GB hàng báo màn như này các bác nhá, hàng gọi thay màn zin bóc máy như này các bác nhá. Ở clip mai sẽ về tiếp vài cây. Thì em sẽ giới thiệu hôm nay thì có mấy cây bản 64GB, giá thì rất là êm. 128GB thì nó đắt hơn tầm 5-700. Thì cái lô này thì là về toàn 64GB thôi. Bản một tiếp là con 11 bầm màn này. À đâu, con này con đen này thôi, con đen này lẽ là 6.600.000 nhưng mà thôi em đọc 6.500.000 rồi. Thì thôi, lẽ là 6.600.000, cây này 6.500.000 các bác nhá. Lẽ là em đọc 6.600.000 ấy. Cây này mới là 6.500.000 này. Cây iPhone 11 bầm màn, dung lượng là 64GB, máy quốc tế, tình trạng là pin zin theo máy 90% các bác nhá. Pin zin theo máy 90%, bầm màn là như nào? Đây là khi các bác để về nền trắng thì nó chả làm sao hết này. Đấy, khi các bác dùng ở chế độ màn nền trắng này thì màn nó chả làm sao. Đấy, tất cả mọi thứ là bình thường. Nhưng mà khi các bác đây này, đấy, khi các bác để về gọi là nền đen cơ, nền trắng này ok. Bình thường thì mình lướt quét này thì nó toàn là nền trắng này thôi, nên nó không ảnh hưởng gì hết các bác nhá. Đấy, cây này thì máy là một cây máy là bản quốc tế 64GB, hình thức rất là đẹp nha các bác nhá. Cây này hình thức rất là đẹp này, 98%. Đấy, 98%. Cây này là iPhone 11, dung lượng là 64GB, máy quốc tế, không giới hạn sim nha các bác nhá. Khi về lền trắng này thì không thấy gì đâu. Đấy, tình trạng thì em sẽ giới thiệu các bác trước về chức năng trước. Tình trạng pin của nó là 90% pin zin, biểu đồ rất là ổn định các bác nhá. Cây này thì khi mà các bác để về lền đen như này, lền đen thì các bác thấy là màn hình nó có một vài vết bầm như này. Đấy, và hoàn toàn là cái vết bầm này không ảnh hưởng gì, và giá em thanh lý thì cũng không khác gì cái giá bỏ màn rồi. Vì cái màn con 11 này rất là rẻ, màn con này nó là màn LCD rất là rẻ các bác nhá. Em thanh lý giá 6.500.000. Cây màu trắng này. Đấy, thanh lý 6.500.000 luôn. Một cây iPhone 11 bầm màn, tặng cây các bác là sạc cáp nhanh 20W nha, ốp lưng dán màn hình đầy đủ. Riêng cái dòng 11 này là em sẽ tặng sạc cáp nhanh 20W luôn. Đấy. Ốp lưng dán màn hình. Tai nghe thì bác nào mua thì bỏ tiền ra mua để giá gốc nha các bác nhá. Đấy, tặng chỉ tặng được như thế thôi, ốp lưng dán màn hình sạc cáp. Còn những cái đồ mà như tai nghe mà các bác mà thích hàng tặng ấy, thì thực ra em nói thật là nó dùng nó không ra gì. Thế nên là bác nào mà mua thì em để cho giá gốc. Những cái tai nghe chất lượng thì nó giá gốc thì nó cũng rẻ thôi. Đấy, bác nào mà quan tâm thì tai nghe thì các bác cứ liên hệ em để cho giá gốc nếu mua máy nhà em. Còn những cái tai nghe mà các bác thích tặng ấy, thì nó rẻ, những cái đấy nhập vào 20-30 thì nó dùng nó nghe nó chả ra làm sao cả. Đấy, thì cây này thì tặng sạc cáp 20W là sạc cáp ngon luôn các bác nhá, chứ không phải những cái đồ vớ vẩn. Cây này em thanh lý giá 6.500.000. 6.500.000, khi các bác để về lền đen thì các bác thấy rồi, còn để các bác dùng bình thường này thì chả làm sao cả. Các bác bình thường thì toàn dùng là lền trắng, thế này thì dùng hoàn toàn bình thường, màn hình nó chả làm sao hết các bác nhá. Cây này em thanh lý giá 6.500.000. Xem còn cây nào iPhone em giới thiệu lốt này. XS Max, thực ra hai cây này em có hàng mới về thì đã có hai bác đặt mất rồi.
hai cây IS Max này, một cây màu đen này, một cây màu màu gold này, thì có hai bác đặt rồi thì em sẽ không quay nữa. Vừa về xong thì có hai bác đang nhắn tin đặt rồi. Thì đây em sẽ quay con 11 Pro Max các bác nha. 11 Pro Max này dung lượng 64GB, máy quốc tế này. Máy thì full tất cả mọi chức năng. 11 Pro Max cây này thì hàng gọi là zin đẹp chuẩn luôn các bác nha. iPhone 11 Pro Max cây này đầu tiên là cây 64GB, máy quốc tế. Đấy, 11 Pro Max 64GB, không giới hạn SIM, máy quốc tế, bao trọn đời quốc tế luôn. Ai cả lão không có gì xét thoải mái các bác nha. Khi gửi đi em mới cài thôi. Cây này pin của nó là theo máy 89% pin zin. Cây này em thanh lý giá 11 triệu tròn. 11 triệu tròn một cây iPhone 11 Pro Max đẹp 97-98% như này. Rất là chất lượng, cây này đảm bảo các bác nhận máy, các bác kiểm tra gọi này rất là ưng luôn các bác nha. Cây này em thanh lý giá 11 triệu. Tiếp theo thì em còn một cây dung lượng 128GB này nữa. Cây dung lượng 256GB, tình trạng pin là 85%, full tất cả mọi chức năng các bác nhá. Cây này thì đẹp 95%. Đây, không có cấn móp chỗ nào hết. Viền gọi phe phẩy nhẹ thôi. Cây này em thanh lý giá là 12.800.000 nha các bác nhá. 12.800.000 một cây, cây này hết pin mất rồi. 12.800.000. Đấy, một cây iPhone 11 Pro Max quốc tế 256GB. Máy iPhone thì em bán thì em gửi cho các bác rất là nhiều rồi. Gần như là có những cái cây về gần như chưa kịp cả nó quay video, các bác đã đặt hàng rồi các bác nhá. Đấy, hôm nay thì em quay những video những cái mẫu điện thoại như vậy. Bác là thấy cây nào phù hợp các bác có thể liên hệ bên em qua cái số điện thoại 0911003229. Các bác nào ở Hà Nội thì qua trực tiếp cửa hàng em tại địa chỉ 111 Triều Khúc, Hà Nội các bác nhá. 111 là 3 số 1. Đấy các bác nhớ nhá. Địa chỉ cửa hàng là Di Động MV, fanpage Di Động MV này em sẽ để link ở dưới mục mô tả của video. Rồi xin cảm ơn và xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo.